tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù tiền cùng một ai sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Cái gì? Cái gì? Ủa? Chị lớn rồi mà sao chị chơi gì với Thung quá vậy? Tôi không muốn nói chuyện với cô về những cái vấn đề vặt vãnh đó. Vấn đề vặt vãnh? Yes. Trời đất ơi, chị ơi, chúng ta là đang bàn về vấn đề của những đứa trẻ, tương lai của chúng ta. Chuyện sao vậy? Ý của cô nói là tôi không chăm lo cho con của tôi. Ê, chị có xuyên tạc nha, em không có nói câu nào mà chị không có chăm lo cho con chị nha. Chứ làm sao, ý gì? Ý của em á là chị cũng có yêu thương con của chị đó. Đi nhưng đi. Mà cái tình yêu của chị nó nông nổi quá, chị hiểu không? Cái tình yêu của chị nó làm cho đứa con của chị cảm thấy lao đao, anh Tuấn cảm thấy suy sụp và mọi người trong chung cư cảm thấy hoang mang. Cho nên là anh Tuấn tâm sự với em để em có thể nói chuyện với chị ngày hôm nay nè. Nghĩa? Bây giờ em chính thức vô cuộc nha. Mà nói chuyện nghiêm túc nè. Có sẵn câu hỏi sẵn. Đây, câu hỏi thứ nhất. Mỗi ngày á, chị cho con chị ăn bao nhiêu bữa? 3 bữa, sáng trưa xìu. Bữa tối thì thêm sữa. Sáng trưa xìu? Yes. Là mẹ mà vậy đó, là mẹ mình phát âm sáng trưa chiều phát âm cũng được nữa. Sáng trưa chiều. Đó. Khó chịu quá. Nông nổi hết sức. Câu hỏi thứ hai nè. Vậy thì bé nó có ăn dặm hay không? Ê chị, bây giờ chắc tôi đưa nguyên cái thực đơn nhà tôi lên cho cô coi luôn á. Không, ý của em là chị phải tin tưởng vào em. Bởi vì em cũng là mẹ đã có con. Và mẹ của em cũng nuôi em và nhỏ Hoan rất là trưởng thành và tử tế. Thêm vào đó còn có sự hỗ trợ của cô Hương cũng giống như là bà Năm. Những người trong gia đình em rất chi là có kinh nghiệm. Chị phải nghe em hiểu okay, không? Ok, ok, tiếp đi. Thì em hỏi rồi đó, chị không đưa thực đơn cho em đúng không? Vậy thì câu thứ ba là sau khi mà bé nó ăn xong thì bé nó làm những cái gì nè? Chơi, ngủ. Chơi, ngủ? Yes. Không có cho vận động một tí xíu nào mà ăn xong mình nếu như ngủ thì ngủ luôn. Chơi, chơi là vận động. Thì xong chơi vận động xong thì đi ngủ. Câu hỏi thứ tư là chị có cho bé nó ăn xế không? Giống như là những cái bữa ăn mà lặt vặt á. Đây là trái cây hả? Đúng rồi, trái cây rồi nè. Ăn trái cây làm chi? Ủa gì hả? Dạo này em không đọc báo hả em? Ủa chị, mình phải cho bé nó ăn để nó bổ sung vitamin cho bản thân nó chứ. Đúng, cái đó thì chị biết. Nhưng mà dạo này em có đọc báo hay không? Em có lên mạng hay không? Có quá nhiều bài đăng nói là trái cây bây giờ tiêm toàn là thuốc trừ sâu. Trời ơi, toàn là thuốc không mà nói chung là không có tốt cho sức khỏe. Cho nên chị quyết định chị sẽ thay đổi cái trái cây bằng một loại thuốc bổ. Trời ơi, bà rất là ác luôn. Trái cây ở đó ngon, bổ rẻ bà không cho con bà ăn. Bà đi mua mấy cái gì thuốc bổ về cho nó uống hèn chi là bữa giờ nó bị táo bón. Thêm, tôi mới nhận một tin tức thêm nữa là anh Tuấn nói với tôi hồi sớm thì con bé nó mới bị chảy máu cam. Trời đất ơi, bây giờ là tôi nuôi con, đó là chuyện của tôi biết lo cho con của tôi. Còn ông Tuấn hả? Để lát về tôi xử không sao? Mà sao có nhiều chuyện nha? Tôi không có nhiều chuyện, tôi chỉ rất là thắc mắc thôi. Tại sao trái cây quá trời mà chị không có cho con chị ăn? Tôi đã nói rồi, ăn trái cây tốt thì ăn. Bây giờ trái cây nó không tốt, nó toàn là thuốc không thì làm sao mà ăn? Thì tôi nói chị á, tôi bực bội á. Bực bội thôi, đừng nói nữa. Đâu có, em mới đi lấy cái giỏ trái cây đặt trên mạng về á. Trái cây ngon lắm, ăn không?
Trâm ơi, chị kiêng trái cây. Gì? Lần đầu tiên em nghe có cái người mà kiêng trái cây luôn á. Cái tay tốt muốn chết mà kiêng. Hồi đó khác, bây giờ khác rồi em ơi. À, em nghe Nhã Hân nói là chị sợ trái cây phun thuốc đúng không? Yes. Nè, ăn thử đi. No. Trái cây nhà vườn bạn em trồng không phun thuốc. No. Bây giờ là kiểu như là nó nói là nhà vườn thôi. Nhưng mà nó bán cho em hàng gì thì em đâu có biết. Em đâu có tới đó đâu mà em biết hàng gì đúng không? Ai biết được nó phun. Ôi trời đất ơi. Nó phun lên mà em không biết. Cảm ơn chị. Mà cái này là của bạn em. Bạn bán cho em nha. Rất là tin tưởng nha. Em càng tin tưởng nó càng dễ lừa em. Em quá tin tưởng đi, cho nên là hả, bây giờ người ta có đưa hàng gì em cũng nói đó, hàng nhà vườn chắc chắn luôn. Trời, nhìn mấy cái màu thì biết liền phun thuốc hết. Hồi tôi tức cái bà này ghê, bà nói chuyện mà hả, mấy cái nhà vườn á, người ta trồng trái cây người ta nghe chắc người ta buồn chết luôn á. Kệ người ta. Nói chung bây giờ có nhà vườn hay là không phun thuốc hay gì không tin, tôi sẽ không có ăn đâu. Sao vậy? Trời, bây giờ nha, bây giờ nè, vận chuyển xa xong á, nó sẽ mất chất vitamin mà còn bị bầm dập trái cây. Trái cây có ngon đâu mà nhét vô trong miệng được. Trời đất ơi, nói vậy cũng nói được. Thôi mà thua chị luôn á. Nói chung á là bây giờ dù là trái cây nó có là như thế nào đi chăng nữa, tôi có thiếu chất đi chăng nữa tôi cũng sẽ không ăn. Thay vào đó tôi sẽ đổi những cái chất trái cây bằng vitamin nè, thuốc uống bổ nè. Trời, dễ. Thôi mệt dữ quá. Không được. Cái gì vậy? Chị làm cái gì vậy? Chị nghĩ này sao mà chị có một cái suy nghĩ là chị không ăn trái cây. Mà trong khi đó em thấy bây giờ đó, người ta cung cấp trái cây rất là nhiều rồi. Cái nhà vườn bây giờ cũng rất là uy tín. Em thấy là bây giờ chị đang rất là cố chấp. Cái chuyện của chị hả, bây giờ cả chung cư của mình hả, người ta biết hết rồi. Cái chung cư này bởi vậy, tôi có nói cái gì nó cũng đồn đãi một hồi là thành một cái chuyện không đâu. Với cái chuyện này có cái gì đâu. Bây giờ tôi không ăn trái cây là chuyện rất là bình thường. Bây giờ em không thấy hả, báo nó lên ầm ầm là trái cây hả phun thuốc nè, ăn chung hư hay gì. Trời ơi chị ơi, đâu phải cái nào cũng như vậy đâu. No, em nói uy tín, nó không hề uy tín đâu em. Tại bây giờ hả, treo đầu dê bán thịt chó. Trời đất ơi, nó bán như vậy nó nói nhà vườn thôi. Chứ em lấy ra nè, trời ai biết được nó phun cho một đống thuốc sâu dưới đây nè. Ai mà biết được em. Thôi đi, em thấy chị đa nghi quá. Cái gì? Đúng. Em thấy trái cây rất là cần thiết. Bây giờ chị đang mặc định trong đầu là chị sử dụng thuốc bổ là được đúng không? Yes. Nhưng mà em nói cho chị biết, trái cây có đầy đủ tất cả chất dinh dưỡng luôn. Đúng. Nhưng mà có một cái hả, là trái cây có mà thuốc bổ không có, đó chính là chất xơ. Đúng rồi. Nè, bây giờ mình uống thuốc bổ, nó bổ cho mình mà mình còn đỡ phải nhai nè. Trời. Đỡ phải nhai mình nhốt nhét chi cho mệt nè. Rồi hả, tàn là hút chiều sâu ăn trong cơ thể rồi bị bệnh. Rồi chị sẽ không để cái trường hợp đó xảy ra với con của chị, cho nên chị sẽ không cho con của chị ăn. Mệt, chuyện bà này bực bội lắm luôn á. Ăn cái cây á không những tốt cho sức khỏe đúng không, mà hả da còn đẹp nữa đó đúng không? Ê bà nhìn chị kìa, da của chị á bữa nay xấu quá trời xấu luôn. Đã vậy hả còn chân chim rồi mồi nữa. Thấy trời ơi, trời già quá. Mày già quá hả? Kiểu này là cỡ nào anh Thông Tuấn cũng bỏ mà con kiếm người mới kìa. Ê, không nói gì bỏ gia đình là gì bỏ chứ làm sao nữa. Ủa thiệt hả? Xấu thì bỏ đi ra đi. Trời ơi, như này mấy bữa nay em ăn nè, da mặt của em nè không, nó tuy rất đỡ hơn mấy ngày kia nhiều, mà dinh dưỡng em có. Đó da mặt đẹp không? Đẹp. Tôi đẹp không? Đẹp không? Do trái cây đó, ăn nhiều trái cây da đẹp, không có lão quá. Ôi nhưng mà tôi thấy không có nhân nhị gì hết trơn. Nói chung là món trái cây là cái món mà bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết, chứ không có được bỏ trái cây đúng không? Đúng rồi. Với lại bây giờ á, em chỉ cho chị cái cách nè. Nhiều khi á, có người ta không có thời gian nè. Người ta làm biếng nè, người ta sẽ kiểu lo những cái công việc mà người ta quên mất cái chuyện ăn trái cây. Với lại nhiều khi người ta kiểu sợ mỏi miệng á. Cho nên em chỉ cho chị cái cách, nếu mà mỏi quá mình quăng vô cái máy sinh tố, hoặc là mình quăng vô cái máy nước ép, mình ép mình uống. Uống cái một xong quá. Uống cái gì nhưng mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Nó đúng. Không. À mà đây quán của Nhã Hân sẵn bán trái cây nè. Đúng rồi. Cái sinh tố nè. Cái xuống uống. Hồng gặp Nhã Hân cho nó chửi hả, cho kiếm chuyện chửi hả. Thôi hai người là Nhã Hân đều xuống đây để nói tôi mấy vấn đề này gì. Trời ơi, tụi em chỉ muốn tốt cho chị thôi, mà chị không chịu thì thôi. Không thì có cứ... phải tại vì anh Thanh Tuấn biết là Nhã Hân cũng có một con rồi, cho nên anh Thanh Tuấn mới nhờ Nhã Hân là kiểu làm như vậy để tốt cho chị thôi.
Thì biết rồi, nhưng mà chị thấy không yên tâm. Thôi được rồi, vậy chị không an tâm đúng không? Có cách Còn nào này á, là em đi về quê nội của em nè, chị đi theo em đi. Chi vậy? Thì ở dưới quê nội của em á, là có một cái vườn mà vườn cái má trồng toàn những cây dễ thương. Là vườn của gia đình em rồi. Có vườn hả? Dạ dễ thương lắm, nhiều cây lắm. Thì chị thích chị xuống dưới đi, chị hái cho chị ăn cho thoải mái. Nhưng mà ở dưới có phun thuốc không? Ủa nghĩ sao vậy? Bà nói mà không sợ tôi tổn thương trời. Ôi, cái đó là nhà của ai biết được. Trời ơi, trời. Cái đây là nhà em tự trồng, vậy để cho gia đình ăn thôi, không có phun thuốc vậy đó. Tôi xuống nữa nha. Trời, sẵn sàng bà muốn xuống tôi cho bà hốt hết luôn, tính tiền thôi. Ừ, cũng được. Dẫn thôi. Trời đất ơi, phải tính chứ. Thôi, nói vậy thôi chứ, vườn vườn của tôi nhiều lắm, cứ ai có rảnh cứ xuống, tôi dắt về quê sẵn về dưới chơi rồi lấy trái cây ăn. Okay. Ừ. Đi. Được đi, không? Đi. Ừ, okay. Vậy thôi, cuối tuần rồi mình đi. Có chuyện ăn trái cây phải năn nỉ hết cả ngày luôn, không biết sao nữa. Cha rồi đẻ nữa rồi. Rồi đẻ nữa. Trời con đẻ. Con nhỏ hay đẻ gì? Tao không. Trời. Ây da. Vậy là không ăn trái cây táo bón đó. Bây giờ nè. Cái gì? Cái gì? Nè em tốt lắm nha. Cho cái dẫu trái cây nè, về ăn đi. Giờ lấy trước cái nha. Nhưng mà phải về nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh nó quan trọng á. Đi rồi, trước nhà đi xuống nha. Trời rớt đó. Thấy chưa? Không cố chấp dễ sợ. Ghê. Ăn thôi. Ủy. Người nghèo khó, người nghèo khó, người giàu sang.